Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này là cuốn chuyên về mảng những cây nhỏ và mini. Anh Mạnh Cường đang, chúng ta có thể dùng từ gọi là dồn điền đuổi thuở, giao lưu với các bạn với những cái giá là rất hấp dẫn để chúng ta quy hoạch lại. Đấy, cái dãy này cũng đi cũng gần hết rồi đấy. Đấy. Tác phẩm đầu tiên nó là một cây dúi hai thân. Không biết dưới này, dưới này nó có liền bệ không? Liền bệ chú ạ. À. Có hai thân đấy cháu rủ lên được. Rồi, đấy. Nếu mà thế một thì gọi là phụ tử. Phụ tử. Hai cha con đây. Đấy, cháu làm theo cái hướng là tay cũng được rồi, cạnh được rồi. Cháu muốn bán thanh lý bỏ những cái cây này. Khách hàng nào mà yêu thích thì đây cháu xin đo luôn. Cái vành thân này của nó là được 17. Chiều cao cái dúi này là được 68. Đấy. Rồi, bao nhiêu tiền cây này? Trước khi cuốn video này cháu bán là cháu bán tại vườn chú ạ. Rồi. Tất cả những khách hàng nào mà cần đóng, cần phải tiền ship là khách hàng phải chịu. Cây này cháu xin giao lưu với giá 1 triệu 2. 1 triệu 200. Vâng, 1 tại triệu vườn. 2 thì cái chậu này của nó đã 2-300 nghìn rồi. Được rồi, nhất 1 triệu 2. Thế còn tiếp cạnh đây là cây xanh. Đây là cây xanh Nam Điền. Đây là cây xanh rất đẹp đấy chú. Và đây là cây xanh Nam Điền đã hoàn thiện rồi. Già lắm chú ạ. Cây này đáng chơi chú ạ. Đấy, mặt nó này. Đây là cái xanh Nam Điền. Vâng. Rồi. Đấy, ta xin đo cái chiều cao của xanh Nam Điền này. 64. Tàn dài được 57. Đấy, cái vành thân này. Cái này nó già lắm rồi chú ạ. Nó là một cái cành. Cành Nam Điền. Cái này được 14. Rồi. Giá bao nhiêu anh? Cái này cháu xin giao lưu giá 2 triệu tư. Và 2 triệu tư. Cây xanh Nam Điền này 2 triệu tư là khó mua đấy. Đây là một tác phẩm dúi này. Một cây dúi này. Đây, nó nằm trên cái chậu tàu. Chậu này nó. Đấy. Cây dúi này là được 24. Chiều cao lên là 44. Giá bao nhiêu anh? Báo cáo chú giá 1 triệu. Và giá 1 triệu đồng. 1 triệu để tìm cái dúi này thì... Được rồi, ok đấy. Và chúng ta di chuyển đến một cây ổi ta này. Cái ổi này rất đẹp chú. Già cây này. Cây này già lắm mà lắm quả. Dưới này nó bềnh cái rễ lên này. Đấy, rễ này, cháu chưa lọc được. Không có kéo, có kéo thì bảo anh cắt bỏ. Nhìn cái thân. Thôi được rồi, dạ. Thôi không cần đâu. Để tôi sang bên đấy tôi vạch cái cây tử ra tôi xem. Cái này được cái là nó... Rồi, giá bao nhiêu? Không phải đo đâu. Cái này 1.8 triệu chú ạ. Rồi, 1.800.000. Và ở góc này thấy nhiều cây nhỏ nhỏ này. Đây cũng là một cây... Báo cáo đây sam trái chú. Sam trái. Vâng. Cái này đẹp quá. Được đấy. Cái này ngày xưa cháu mua nhiều tiền lắm. 4 triệu rưỡi. 4 triệu bây rưỡi. Giờ là cháu bán 2 triệu rưỡi. Rồi. Giá thanh lý 2 triệu rưỡi. Cái này. Bởi vì cái chậu này của cháu 4-500 rồi đấy. Được. 2 triệu rưỡi cái này. Hợp lý đấy. 2 triệu rưỡi ok đấy các bạn. 2 triệu rưỡi cái sam đấy thì... Sam trái này này. Rồi. Vâng. Tiếp cây si đi. Xi tay chuột chủ. Rồi. Con này cháu xin thanh lý giá 2 triệu 2. 1 triệu 200. Vâng, hợp lý chú. Tốt rồi. Đấy, 1 triệu 2 những cây như này thì thấy đâu được. Được. Vâng, tiếp tục với cái đây là cây sam trái chú. À lại sam trái nữa. Vâng. Cây này báo cáo chú này. Nó thế này mà. Rồi, nắc rễ rồi. Nắc rễ. Quá lâu trong cái chậu này. Bây giờ thay chậu đẹp cây này phải nói được chơi những cây sam. Anh quay đi, quay. Cái này hình như không phải chậu, nó là cái để không, cái lan này để lan. Nó là cái chậu đẹp à? Giỏ lan. Bao nhiêu? Cái này cháu xin giao lưu giá 1.4 triệu. 1.4 triệu, 1.400.000. Nào, còn cây nào thanh lý đưa tất vào cái video này đi. Vâng, tiếp tục đến với cây bông trang hồng phấn này.
Cây này được cái là dày hoa lắm chú ạ. Đấy, cây này bây giờ cháu giao lưu lại giá 900. Vâng, giá 900. 900 thì 900 đấy, thì giá cây bằng giá chậu. 900. Cây này thì nó dày hoa đắt kịp luôn. Tiếp nào. Mộc hương á? Vâng. Đâu phải mộc à, mộc hương bonsai tầm nhỏ gì? Tôi tưởng là anh đến đưa đến cái khu hạnh lựu này. Hạnh lựu này tí quay lên bán nốt hạnh lựu đi còn gì nữa. Vâng ạ. Rồi. Hạnh lựu thì ai mua thì cây mộc hương như anh đang đặt tay đấy thì đây giá thế nào? Báo cáo với chú là cây này là ngày xưa cháu mua nó cao, là cây nó cao vút lên này này. Vâng, xong cắt... cháu cắt bỏ để cháu làm bởi vì cái bộ rễ này nó đẹp quá. Cái này chỉ từ 12 thôi, vanh 12 thôi. Đấy, chú tin cái bộ rễ này càng nuôi bộ rễ này càng đẹp. Được rồi. Cây này sau cháu sẽ uốn ra thay thế này chú ạ. Ừ. Thành một cái tay nó đẹp lắm. Đây này. Đấy, những cái cây mộc hương này nếu mà quý khách hàng thích thì cháu cũng bán bỏ. Bao nhiêu? Đấy. Mỗi một cây này 1 triệu. 1 triệu nhá. Hợp lý chú. Được rồi. Vì là mua một cây mộc này vì đây tôi thấy anh có mấy cây đây? Hai. Có 3 cây rồi. Cây này cây số 2. Cây này cây số 3. Đấy. Và cây nào cũng thế, 1 triệu. 1 triệu. Mà tôi thấy đường kính thân nó cũng ngang nhau. Thân gốc bệ đẹp này. Rồi, tiếp. Còn cây nào thanh lý nữa? Thế cây này sao không quay à? Không, cây thôi, cây cháu cho rồi. À, cây đây tặng rồi. Cho cháu cây sung này. Ôi giời, cây sung này á? À. Cây sung này cháu bán thanh lý bỏ xuống. Ừ. Cây này thì giá bao nhiêu? Thứ nhất là cây sung này cháu phải nói nếu bán mỗi cây sung này không thì cháu lấy 3 triệu. Ừ. Cả chậu này là cháu lấy 3 triệu rưỡi. Được. 3 triệu được chú ạ, tất cả là 3 triệu. Tất cả 3 triệu. 3 triệu bán cái giá nó... Với cái chậu nó triệu này. Rồi, ok nhá. Rồi. Vâng, ở góc cái bờ ao bên này có một cái cây dâm bụt này. Báo cáo với chú là cây dâm bụt này cháu bán chậu thôi nhé. Bán chậu là tặng cái cây 1 triệu chú ạ. Chậu này đúng 1 triệu. Rồi. Đấy, ai cứ chơi về cháu lấy 1 triệu cả chậu. Thế quá mà người ta tăng. Người ta không lấy chậu của anh. Không lấy chậu thì đến đấy cháu lấy 300.000. 300.000 cái cây. Vâng, đến đánh. Ờ. Tiếp rồi, cây kia là cây gì? Cây cóc à? Cây này cây mai. Thế đây, cây này có thanh lý không? Không, cây đấy để cháu ghép chú ạ. À, cây này ghép, à đúng rồi, cóc chưa ghép. Đây, cháu thanh lý cho tôi khế này. Đâu? À, đây là cây khế gân. Báo cáo chú dòng này rất nhiều quả rồi đấy nhá. Được rồi. Khế gân, đấy, khế gân. Đằng ngoài cho rất nhiều quả này. Đấy, đẹp quá. Đây, cây thứ nhất. Đẹp không? Thấy chiều cao cái này xong mình làm một trực 85. Chậu đẹp rồi chú ạ. Ừ. Chậu này 700-800 nghìn này. Mỗi cái này cháu giao lưu giá 2,5 triệu. Vâng. Đây cháu có một cây nữa. 2,5 triệu một cây khế. Và chúng ta đến với anh Mạnh Cường qua số điện thoại 0389281677. À, nói về khế thì đằng này có một cây nữa. Tầm vóc hai cây lại như nhau. Như nhau chú ạ. Chậu giống nhau. Giá tiền bằng nhau. Bao nhiêu? 2,5 triệu chú. 2,5 triệu. Và cũng là cạnh cây khế gần đây. Chả tìm được những cây này chậu nó 600-700. Cây có hơn 1 triệu. Tiếp tục nào. Vâng, chúng ta tháo về đằng này. Đâu, cái bảng này anh thanh lý cái nào? Cây kim quýt à? Nào. Tiếp tục. Cây kim quýt. Đó được cái chậu đẹp. Chậu 600-700. Yeah. Chậu đẹp. Cây này bao tiền? Cây này cháu chịu lưu giá 1,7 triệu. Rồi.
Đấy, dòng kim quýt này, đây là hai cây lựu. Lựu quả. Lựu quả nhá. Và vâng, cháu bán mỗi cây này 1,5 triệu một cây chú. Và ui cái này lại còn đang đeo quả này. Vâng, đeo nhiều quả chú. Đấy. Lựu ăn quả mà mini hay hai mini. Hai chú quả này. 1,5 triệu một cây à? 1,5 triệu anh cây. Được rồi, di chuyển đi. Cây chuối này nữa chú. Cây chuối đẹp. Và tiếp tục đến một cây chuối. Để trên cái khay. Mặt kia mặt chính này. Khay này đẹp, khay mỏng. Chờ anh 10 phút nữa nhé. Vâng, anh cứ đi. Vâng, cái bệ chuối này thì giá nào cháu? 2,4 triệu. 2,4 triệu. Rồi, còn cái này nữa. Cái này, cái sam bông đây. Rồi, đằng sau là một cái cảnh. Tiểu cảnh. Kiểu cảnh cổng làng. À, với một cây sam bông. Tiểu cảnh này cháu thanh lý 1,5 triệu thôi. Vâng. Bởi ngày trước cháu mua riêng cái này không 2 triệu được. Vâng, 1,5 triệu. Vâng. Và để kết thúc cho giới thiệu cái mặt hàng Tết của cháu chú ạ. Đâu? Hàng Tết này anh có cái gì? Báo cáo với chú là bưởi à? Cháu cũng làm được mấy chục cái bưởi này. À, gớm đa di năng thế này, lại cá cả có cả bưởi cảnh, bưởi Tết. Bưởi chum này. Nhân rộng rất là nhiều, cháu sưu tầm những cây bưởi đẹp. Để cháu làm để cháu nhân cháu bán cho khách hàng một cái giá. Như cây này thì bao nhiêu quả đã? Anh đếm là 1 2 3. Cháu làm 15 quả hết ạ. 6 7 8 9 10. À. Đã làm bưởi này mình thích ghép bao nhiêu được quả mình sẽ được bấy nhiêu. Ừ. Đấy. Mà vừa rồi cháu ghép 15 quả không chết một quả nào luôn. Rồi, đây 15 quả. Đúng 15 quả. Anh có khoảng bao nhiêu chùm bưởi như thế này? Cháu bây giờ có 25 chùm. 25. Biếu mất 6 chùm. Rồi. Và cũng biếu thầy một chùm để vài nữa để thầy chơi Tết. Thế là còn các còn, đầu có, còn có 18 còn 17 18 nữa. 17 18. Nhưng mà khách hàng cũng đặt tầm cũng gần hết rồi. Bao nhiêu tiền một cái này? Cái này là còn cháu bán 2,4 triệu. 2,4 triệu. Nếu tại vườn là 2 triệu. Vâng. Đến 2,2 triệu. Tùy dao động. Mất thêm 2 công trở. Vâng. 200. Mất 200 tiền chở được. Chở cái này là phải chở đến phải làm sạch sẽ như thế này. Xe lôi. Đẹp một chú. Mà phải buộc bảo hiểm quả cho người ta đấy. Vâng. Dán. Nếu mà gần mà khách hàng nào mà cứ cây này nuôi sống nhé. Cứ như này. Về nhà vườn cháu làm lại sang năm cháu ghép thì cháu lấy một cây mỗi một cây 500-600 nghìn đồng. Vâng. Chăm sóc cho. Đại Tết về trở về. Ừ. Đấy. Đẹp. Rồi, ok nhá. Vâng. Hết chưa? Hết số thằng thanh lý chưa? Thôi, rồi. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video. Và những cái mặt hàng, những cây mà anh Mạnh Cường báo giá để thanh lý. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Sinh ra mới khỏe lại không mới mà cứ đi tìm từng cây số.